Và trước khi mình vào video clip mình, mọi người có thể đã bỏ ra 10 giây, 10 like video, đăng ký kênh và bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để mình có thêm động lực làm video hay hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và sau đây thì mình sẽ hé lộ cho một thông tin vô cùng hấp dẫn cho anh em đây. Và vào ngày 2 tháng 12 thì trang phục Vocat Sung Thiên Thần Tướng của chúng ta sẽ ra mắt. Và anh em sẽ được nhận trang phục Vocat Sung Thiên Thần Tướng này hoàn toàn miễn phí nha. Và các bạn biết lý do tại sao mà các bạn được nhận miễn phí không? Thì gà đán đã lắng nghe nguyện vọng của mọi người, chửi bao nhiêu câu là ui, định mệnh gà dán chơi trang phục của Vocat, trang phục Việt Nam này thì phải tặng miễn phí các thứ ấy. Thì gà đán đã lắng nghe nguyện vọng của anh em. Thì gà đán đã tặng cho anh em luôn trang phục Vocat Sung Thiên Thần Tướng và đi toàn server ngày 2 tháng 12 nha anh em. Thì hôm nay các bạn phải đăng nhập vào game các bạn sẽ nhận được luôn, hay là các bạn phải làm nhiệm vụ như nào thì hiện tại bây giờ mình vẫn chưa biết cách thức để nhận trang phục Vocat được nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo video của mình để khi nào mà có cái sự kiện lần này thì mình sẽ làm video clip thì hé lộ cho anh em sau nha. Và đây như một món quà tri ân cảm ơn cộng đồng game thủ Việt Nam đã đồng hành cùng Gazana suốt 4 năm qua. Đó, anh em thấy phần quà vô cùng lớn, anh em sẽ nhận được trang phục Vocat Sung Thiên Thần Tướng hoàn toàn miễn phí vào ngày 2 tháng 12 nha anh em.